again. You think by now I know better. Locked in my head, romanticizing forever. Last love I found, knees met the ground, and all my roses died. Swore I was through, but looking at you, I think I changed my mind. Yeah, let's fall in love for the fun of it. Dive in at first, and all of it. Oh, what a rush, looking into your eyes. Playing it off like it's different this time. Let's break our own hearts for the fun of it. One look and I'm dying, I run the risk. I'll live in your head for the rest of your life. Oh, won't you be my hopeless valentine? Xin phép ông là chúng tôi hôm nay ngày lành tháng tốt đến để xin lễ đính hôn cho hai cháu, để xin phép nhập gia, xin ông dùng với chúng tôi. Dạ, bên hội gái xin nhận. Trai tài gái sắc, đôi mình là nhất. Lại trên sớm dưới, đẹp đôi thì có ai bằng. Yêu nhau mấy mùa trăng, đến lúc tình truyền trăm năm. Chuyện này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm, theo sau anh rước em vì làm dâu. Ngày lành trong tháng, chào cao anh sang, đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ô dù quá xa em ơi,
rượu mừng mình nâng ly, ngày mình du quý thì gần ngày chi một hai ba vô hết ly. Kiều già ngựa ô anh khớp đón em về dinh rồi, hoa pháo bay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu cho em sung sướng đến mai sau, đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó. Tài gái sắc đôi mình là nhất, lại trên sớm dưới đẹp đôi thì có ai bằng. Yêu nhau mấy mùa trăng để lúc tình truyền trăm năm, chuyện này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm theo sau anh rước em về làm dâu, ngày lành trong tháng chào cao anh sang đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ô dù qua xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly, ngày mình du quý thì ngần ngày chi một hai ba vô hết luôn. Kiều già ngựa ô anh khớp đón em về dinh rồi, hoa pháo bay nổ tung trời, cùng xây giấc. Dạ kính thưa các vụ gài cao niên, quý quan viên hai họ cùng toàn thể khách quý, lần đầu tiên tôi xin chúc sức khỏe và những gì tốt đẹp nhất, gia đình hạnh phúc đến tất cả quý vị. Tôi tên là Dũng, chú của cháu Nhật, đại diện họ đàng trai. Đến dự cái buổi lễ ngày hôm nay, ngoài cha mẹ của cháu Nhật, còn có bà và chú và một số đại diện ở dưới kia. Rồi xin mời ông giới thiệu cho bên này. Không, anh cứ nói tự nhiên, không có gì phải... Các bạn. Cảm ơn hỏi trai tiền hỏi gái giới thiệu nhất đây là mẹ đẻ tôi nhé. Dạ. Bà xã tôi còn đây là dạ 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 gái tiền gái cháu gái dạ cháu trai dạ rồi dạ hỏi gái cảm ơn hỏi trai dạ dạ. Sau thời gian hai cháu tìm hiểu nhau và đi đến yêu thương và có ý nguyện kết hôn với nhau, thì hôm nay đại diện gia đình chúng tôi mang đến đây một số lễ vật để mà mong là đàn gái sẽ đón nhận cháu Nhật làm con và cháu Nhung về làm dâu con bên họ tộc chúng tôi. Xin mời chị Khuyên và chị Hồng lên chứng kiến hai cái lễ vật. Dạ hôm nay thì gia đình chúng em cũng có là bia và bánh và rượu và cũng trái cây và đưa đến để cao cháu và cũng gửi gắm đặt cháu cho cháu ạ. Thì lại ra gia đình và gia đình em sinh nhân. Dạ. Bên đàn trai chúng tôi có một số hiện kim để mà gửi nhà gái, mong rằng là nhà gái đón nhận 15 triệu tiền Việt và 200.000 yên yên Nhật. Dạ. Dạ. Đây là nhẫn cưới của các cháu. Cái đó là cái gì? Nói luôn nghe mẹ. Cưới em dạ. Và đây là em cũng có là một vòng kiềng và một cái xuyến tay. Hỡi em yêu, anh chỉ muốn nói một điều, lấy anh đi để thôi đường về cô liêu. Bên nhau sớm chiều, thương nhau thật nhiều và yêu như chưa từng yêu. Hỡi anh yêu, em cũng muốn nói một lời, mình cưới nhà anh với em chỉ cần anh thôi. Yêu anh mất rồi chưa bao giờ nguôi, mình sinh ra để thành đôi. Đừng ngại ngần gọi tên em đi, đừng ngại ngần gọi tên anh đi, đừng ngại ngần gọi tên nhau đi, mình cưới nhau đi. Chần chờ gì chồng ơi em đây, chần chờ gì vợ ơi anh đây, ngày tuyệt vời nào hơn hôm nay, mình cưới nhau ngay. Yes I do, anh sẽ mãi là chồng của em. Yes I do, em sẽ mãi là vợ của anh. Hôn nhau đi em còn chờ gì, hôn em đi anh còn chờ gì, từ nay về sau mình chung bước đi. Yes I
sau. Bên nhau đến khi bạc đầu, mình sẽ hạnh phúc dù ở nơi đâu. Chỉ cần có nhau. Tên em đi, đừng ngại ngần gọi tên anh đi, đừng ngại ngần gọi tên nhau đi, mình cưới nhau đi. Chẳng chờ gì chồng ơi em đây, chẳng chờ gì vợ ơi anh đây, ngày tuyệt vời nào hơn hôm nay, mình cưới nhau ngay. Yes I do, anh sẽ mãi là chồng của em. Yes I do, em sẽ mãi là vợ của anh. Hôn nhau đi em còn chờ gì, từ nay về sau mình chung bước đi. Yes I do, anh yêu em hơn ngàn đắm say. Yes I do, em yêu anh trong từng phút giây. Yêu nhau đến mãi về sau, bên nhau đến khi bạc đầu, mình sẽ hạnh phúc dù ở nơi đâu. Chỉ cần có nhau. Yes I do, anh sẽ mãi chồng của em. Yes I do, em sẽ mãi là vợ của anh. Hôn nhau đi em còn chờ gì, hôn em đi anh còn chờ gì, từ nay về sau mình chung bước đi. Yes I do, anh yêu em hơn ngàn năm say. Yes I do, anh yêu em trong từng phút giây. Yêu nhau đến mãi về sau, bên nhau đến khi bắt đầu, sẽ hạnh phúc dù ở nơi đâu. Chỉ cần có nhau. Rằng anh yêu em nhiều không, anh không biết phải nói thế nào để đúng với cảm xúc trong lòng. Khi anh nhìn em là anh thấy cuộc đời anh, là quá khứ và cả tương lai, là hiện tại không bao giờ phai. Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng, nhưng không có nghĩa không rộng lớn. Chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời, mong em hãy cảm nhận thôi. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em, anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Gặp nhau chẳng biết trước lần đó sẽ là lần cuối anh yêu một ai trên đời. Anh không còn mơ gặp và yêu ai được nữa. Giờ anh đã có em đây rồi, cùng em đi hết quãng đường đời. Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng, nhưng không có nghĩa không rộng lớn. Chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời, mong em hãy cảm nhận thôi. Cao hơn cả
vượt qua đại dương, vượt qua cả những ngang mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Cả sông rộng hơn cả đất, xinh hơn cả trời. Anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những ngang mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ. Trong anh bây giờ có lẽ hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xinh hơn cả trời. Anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những ngang mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ. Thì thôi có thể cho vợ chồng em chào gửi lại cho hai con để là gửi chúc của món cho con hai con bố tay. Kính thưa quan viên hay họ, cũng là một cái dịp của chúng ta được với nhau, mà chúng ta nâng cái tầm tham gia chúng ta lên một bước cao hơn nữa. Đến giờ này được sự đồng ý của ông Suza và ông đại diện đại gái, chúng tôi được tiến hành xin phép để gửi cháu cháu Nhật, đúng rồi, là ông bà đón nhận làm con trai cho ông bà. Và chúng tôi cũng xin ông bà là cho cháu Nhung về làm con cả trong gia tộc chúng tôi. Và đến giờ này thì đầu tiên là tưởng nhớ công nguyên tổ tiên đã sinh ra mình, thì cho bé, cho chú xin ba cây nhang để nhớ vô tổ tiên con đốt với ba cây nhang. Xin tổ tiên chứng giám cho những cuộc thành hôn của hai con và con lên cắm nhà. Mình đã nhớ hơn tổ tiên chưa có một lời, thì bây giờ lúc này con nên có một lời với bố mẹ mà. Giờ thì... mà hứa nữa, hứa để người ta chắc ăn chứ. Thôi người ta lấy lại đấy. Và cũng cảm ơn bố mẹ đã sinh thành ra Nhung, hôm nay đến Nhung đến tận bây giờ. Và con cũng không dám hứa chắc chắn một cái điều gì đó, nhưng mà con sẽ cố gắng hết sức có mình có thể để vun đắp gia đình nhỏ của con. Và cố gắng sẽ mang lại hạnh phúc cho nhau và giúp đỡ nhau trong hành trình cuộc đời.
con xin cảm ơn bố mẹ. Chào con gái bố cho con trong gia đình của nhà con được có sai trái bảo bây giờ bố mẹ chờ bố mẹ giao rồi. Nói chung sai trái thì chiếu cố mình mười đấy, bố mẹ biết dặn thế thôi, nhắm biết dặn hơn bố mẹ cảm ơn. Dạ, tạm mời ông xin ngồi đi. Dạ, như vậy là xong rồi. Và kế tiếp thì đến cái phần cuối của nghi lễ thì tôi xin đại diện cho Hoàng Ngọc Trai hết lòng cảm ơn quý vị ở bên Hoàng Ngọc Gái đã đón tiếp Hoàng Ngọc Trai tổng cách trận hình chú đáo. Và giờ đây thì đến cũng đã đến giờ thì xin phép ông bà với lại là tất cả những người mà ở bên họ Hoàng Ngọc Gái nếu có điều kiện thì theo cháu, đưa cháu về Hà Nội với chúng tôi. Đấy là chúng tôi sẵn sàng coi như là đón tiếp quý vị ở Hà Nội. Thì đấy là một lời mời. Nhưng mà thật sự ra thì nói thẳng ra là với cái nền kinh tế hiện nay thật sự là sự di chuyển rất là khó khăn. Nhưng cho nên là chúng ta thì cố gắng vì cái tình thân. Thì chúng tôi cũng xin hết lòng cảm ơn những cái gì mà quý ông bà đã đưa đến cho hai cháu. Thì giờ đây chắc chắn là cháu Nhung đã là con cháu của chúng tôi rồi. Thì chúng tôi cũng chỉ xin là ông bà thêm những cái lời để mà cho cháu Nhật là phải nói là rất là vững. Không phải là tôi nói là tôi bênh cháu tôi, nhưng mà từ ở bên Nhật yêu thương nhau vượt qua một chặng đường dài đến đây lễ thành hôn ở bên nhà ngoài, xong rồi đi chuyển ra ngoài nhà nội, một quá trình thật sự là vất vả đấy. Chứ còn lấy vợ ở ngoại kiều không ăn thua gì đâu. Già ấy em đúng không? Chú nhìn thấy một cái động tác của vợ con lau mặt cho con như vậy, chú rất là cảm động. Và chú ước gì những cái hành động đấy nó sẽ hết cuộc đời của con. Được chưa? Rồi con vỗ tay lên. Chúc mừng hai con nhé. Chúc mừng hai con. Chúc mừng hạnh phúc. Và giờ đây thì cũng xin phép ông Xu cho chúng tôi được di chuyển xuống tỉnh dạng dưới kia. Nhà gái mời bên nội chúng vâng. Ta dùng bữa cơm. Dạ, dạ. Vâng, rồi, cảm ơn. Sau anh
bên ông Nhi cứ cho đón toàn thể quý vị quan khách cùng quan viên hai họ đang có mặt trong buổi lễ du quy ngày hôm nay, cũng có dâu Hoàng Thị Nhung sánh như cùng chú rể Phạm Văn Nhật, thay mặt cho âm thanh Duy Đăng dịch vụ nấu ăn Hoàng Nghĩa cùng với tập họ nhà gái chúng tôi gửi đến toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe, lời chào mừng thân thương và 1.001 lời cảm ơn chân tình trân trọng nhất. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị quan khách, người ta nói từ ngàn xưa cho đến bây giờ và mãi tận ngàn sau thì tình yêu luôn là một câu chuyện dài với rất nhiều diễn biến đầy cảm xúc cùng vô vàn những màu sắc khác nhau. Song khi bước vào tình yêu, khi đôi trái tim chúng ta cùng hạnh lên một nhịp thì những cặp uyên ương luôn muốn gắn kết với nhau trong một mái ấm gia đình, nguyện như chim liền cánh như cây liền cành. Và ngày hôm nay đôi anh chị Phạm Nhật và Hoàng Nhung cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Kính thưa toàn thể quý vị, từ phút ban đầu anh với tôi nhìn nhau cũng đủ lặng buồn đời. Giờ đây niềm vui hạnh phúc ngọt ngào ấy đã như một cơn sóng tình họ nguyện vào nhau. Đến ngày hôm nay họ nguyện cùng nhau tay trong tay đi đến bến bờ tình yêu hạnh phúc lứa đôi, đi đến gắn lông đầu bạc, và đó cũng là bằng chứng cho buổi lễ du quy ngày hôm nay. Ngay sau đây thay mặt cho ban tổ chức thực hiện chương trình, xin phép quý vị chúng ta cùng nhau hướng mắt lên sân khấu, dành tặng một tràng vỗ tay nồng nhiệt và một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón sự hiện diện trên sân khấu này của đôi quy ngương, cô dâu Hoàng Nhung, chú rể Phạm Nhật. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, ngày hôm nay là ngày 13 tháng 6 2024, nhằm ngày 8 tháng 5 năm Giáp Thìn, và cũng chính là ngày lành tháng tốt, thì chú rể Phạm Nhật đã nguyện nắm tay cô dâu Hoàng Nhung đi đến bến bờ tình yêu hạnh phúc lứa đôi. Thì ngày hôm nay gia đình chúng tôi có tổ chức buổi tiệc nhỏ nhỏ, mời toàn thể quý vị đến đây để chung vui, để chúc cho đôi hương được trăm năm hạnh phúc. Thì để đáp lại tấm chân tình của toàn thể quý vị, xin mời cô dâu chú rể chúng ta nắm chặt tay nhau và cúi đầu kính chào toàn thể quý vị để nhận lại một tràng vỗ tay thay lời chúc mừng trăm năm hạnh phúc. Vâng, kính thưa quý vị, ngày hôm nay đôi hương chúng ta được lên đường thì cũng không quên công lao nuôi dạy của các bậc làm cha làm mẹ. Thì đây thay mặt cho những người thực hiện chương trình tiệc cưới đặc biệt âm thanh ánh sáng Duy Đăng, dịch vụ nấu ăn Hoàng Nghĩa, xin chúng ta cho một tràng vỗ tay để chào đón hai bên gia đình. Về phía tộc họ nhà gái, xin mời ông Hoàng Văn Khôi cùng bà Bằng Thị Hồng một tràng vỗ tay của toàn thể quý vị dành tặng cho tộc họ nhà nữ chúng tôi ạ. Họ nhà trai xin mời ông Phạm Văn Đại cùng bà Hoàng Thị Khuyên cũng cùng nhau giơ tay lên sân khấu. Và một tràng vỗ tay của quý vị dành tặng cho tứ thân phụ mẫu của đôi duyên trong ngày hôm nay ạ. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân yêu, giờ đây trên sân khấu của chúng tôi là đời gia đình hạnh phúc. Xin phép gửi đến toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe, lời chào mừng thân thương và lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất ạ. Ngày hôm nay thì cũng thay mặt cho hai bên thông gia và đây đặc biệt là tập hội nhà nữ, cảm ơn sự hiện diện rất là đông đủ của toàn thể quý vị trong ngày vui hôm nay. Và trong quá trình tiếp đón, tiếp đẩy mà gia đình chúng tôi có điều chi sơ sót thì cũng mong toàn thể quý vị vui lòng nhiệt tình thân cô đơn chú rể mà bỏ qua cho. Và cũng không quên chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, có một buổi tiệc vô cùng ngon miệng và một chương trình giao lưu văn nghệ thật hấp dẫn, cũng như một năm làm ăn phát tài và gặp nhiều may mắn ạ. Day just all the time, you're everything to me, brightest star to let me see. You touch me in my dreams, we kiss in every scene. I pray to be with you through rain and shiny days. I'll love you till I die, deepest sea, widest sky, the beauty. You're my hope, you're my pride, in your arms.
nhau một nụ hôn trên gương mặt xinh đẹp này. Và nhờ MC xin phép hai bên gia đình, xin phép các cô chú lớn tuổi cũng như toàn thể quý vị được hôn tôi vô một nụ hôn trên gương mặt xinh đẹp một cách công khai. Quý vị có đồng ý không ạ? Đồng ý không ạ? Và ủng hộ chú rể một trăm vỗ tay thật lớn và đồng ý của toàn thể quý vị ạ. Ba vỗ tay quý vị ơi. Rồi cô yêu ơi, mình ôm chú rể là cái ôm thống đực nghĩa tình được không ạ? Rồi, cảm ơn rất là nhiều. Bye.
lòng tôi khát khao trao nhau tin yêu ngọt ngào. Sao đôi ta cứ hoài ngập ngừng khi đôi tim dùng tiếng yêu thương. Đừng ngại chi vì từ bấy lâu lòng thầm mơ được sánh đôi. Dẫu có nắng hay mưa mai sau dòng đời cuốn xoay làm lúc đôi ta giận hờn mang bao